Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Ban chỉ đạo các dự án trọng điểm tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025 tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng ban chỉ đạo chủ trì hội nghị. Sự hội nghị có đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh, thành viên Ban chỉ đạo, tổ giúp việc và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã. Tại hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo tiến độ, đồng thời tập trung xem xét góp ý vào việc giải quyết khó khăn vướng mắc liên quan tới công tác giải phóng mặt bằng 6 dự án trọng điểm của tỉnh, gồm các dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng, khu công nghiệp sạch, khu công nghiệp số 5, khu công nghiệp số 3, khu công nghiệp Thăng Long 2 mở rộng giai đoạn 3, khu công nghiệp Yên Mỹ và dự án đường Tân Phúc – Võng Phan. Đến ngày 30 tháng 11, các dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng, khu công nghiệp trọng điểm đã chi trả bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng diện tích 675 ha trên 955 ha. Trong đó, dự án khu công nghiệp sạch đến nay cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Ngày 25 tháng 11, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển khu công nghiệp VTK Hưng Yên đã khởi công dự án này. Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh đang tập trung hỗ trợ chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng dự án, thu hút đầu tư sớm lấp đầy diện tích theo quy hoạch. Đối với dự án khu công nghiệp số 5, đến nay công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho 145 ha, chiếm khoảng 74% diện tích. Dự án khu công nghiệp số 3, đến nay huyện Ân Thi đã ban hành quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ với 582 trên 634 hộ với diện tích 78 ha. Huyện Yên Mỹ đang hoàn thiện hồ sơ ban hành thông báo thu hồi đất. Huyện Khoái Châu đã ban hành thông báo thu hồi đất đối với 1.165 hộ, trong đó đã ban hành quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ được 193 hộ. Đối với dự án khu công nghiệp Thăng Long 2 mở rộng giai đoạn 3, đã hoàn thành chi trả bồi thường, hỗ trợ cho diện tích khoảng 168 ha, chiếm 92% diện tích. Dự án đường Tân Phúc – Võng Phan dự kiến diện tích thu hồi khoảng gần 75 ha. Hiện nay đang hoàn thiện thủ tục đầu tư, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh lưu ý các địa phương sở ngành cần tập trung phối hợp trên tinh thần chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh để thực hiện quyết liệt các giải pháp trong công tác giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó, cần đẩy nhanh việc giao đất để chủ đầu tư thực hiện dự án thu hút đầu tư. Lưu ý ở đây là những cái dự án mà còn lại một số hộ, như ví dụ Nhân Thi, một số khu công nghiệp ấy, thì tôi liên quan đề nghị ở huyện nào thì liên quan huyện đó để khẩn trương mà cũng hỗ trợ thi công sớm. Còn một hai hộ đây trong cái báo cáo này, bởi vì lý do đây mà ta cứ tuyên truyền vận động mãi rồi. Đầu tiên là tuyên truyền vận động thì cái đấy nhất trí không ạ, hai lần, một lần, hai lần, ba lần, đến năm lần mà không nghe, hộ đoàn thể vào cuộc đã tích cực hết rồi mà không nghe thì buộc phải hỗ trợ thi công chứ đừng để nữa. Trong thời hạn có hạn thôi, chứ ta chỉ là một tháng thôi, để sau thì nó liên quan đến nhà đầu tư rất nhiều. Thì còn một vài hộ thôi nhưng mà ảnh hưởng rất lớn đến cái việc thi công của nhà đầu tư. Đấy là ý thứ nhất, thì tôi đề nghị các huyện đây, đặc biệt cái phần thứ hai là phần giao đất. Thì đến nội dung này thì Sở Tài nguyên Môi trường là khẩn trương, mà Ủy ban tỉnh đã họp mà tôi đã nhắc rất nhiều lần rồi. Là các khu công nghiệp này là khi mà ta bàn giao đã giải phóng mặt bằng được 90% rồi, có bao nhiêu giao đất bao nhiêu, kể cả 70% cũng được chứ đừng nói là 90%. Giao đất từng phần để nhà đầu tư để triển khai thực hiện từng phần cuốn chiếu. Tức là các doanh nghiệp cũng phải quyết tâm, cũng phải cương quyết, còn tổ chức chính quyền quản lý nhà nước thì cũng phải nhiệt tình hỗ trợ các doanh nghiệp để các doanh nghiệp thuận lợi trong cái đầu tư, tức là đặc biệt là trong công tác giải phóng mặt bằng. Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư tỉnh ủy, trưởng ban chỉ đạo đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp các ngành trong việc tập trung giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm. Kết quả trên thể hiện sự quyết liệt của cả hệ thống chính trị, trong đó có 4 dự án đạt kết quả tốt là dự án khu công nghiệp sạch, khu công nghiệp số 5, khu công nghiệp số 3, khu công nghiệp Thăng Long 2 mở rộng giai đoạn 3. Đối với dự án khu công nghiệp Yên Mỹ, đồng chí Bí thư tỉnh ủy đánh giá tiến độ rất chậm, đến nay vẫn chưa ban hành được thông báo thu hồi đất. Đối với các dự án chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, đồng chí yêu cầu các ngành địa phương cần quyết liệt vào cuộc, thực hiện đồng bộ các giải pháp,
để đẩy nhanh tiến độ, trong đó tăng cường vận động tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của dự án, quy định của pháp luật trong việc triển khai. Các sở ngành địa phương chủ động phối hợp thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, xây dựng kế hoạch hành động cụ thể. Có bao giờ chúng ta thấy có một cơ chế hợp tác này tháo gỡ từ địa phương, nêu ra các sở ngành đứng ra phải trả lời câu hỏi có tháo được hay không, và tháo được thì bao giờ tháo? Rất rõ ràng tất cả các nhiệm vụ của từng dự án một, từng việc trong từng dự án một, chúng ta đều có cái giao nhiệm vụ rất là rõ ràng và có thời hạn hoàn thành. Thì tôi nghĩ là anh em vừa thời gian vừa qua cũng có cái áp lực rất lớn, nhưng mà tôi nghĩ là chúng ta phải làm việc với sự áp lực thì mới có thành tích được một cách rõ ràng được. Cái cách làm trong cái việc triển khai giải phóng mặt bằng trong 5 cái dự án khu công nghiệp vừa qua là rất tốt và để lại những cái bài học, và tới đây chúng ta sẽ chuyển qua những cái dự án giao thông trọng điểm, ví dụ đường Vành Đai 4, chúng ta chuyển qua đường Tân Phúc Võng Phan. Cái mới và thành công ở 5 cái dự án khu công nghiệp này sẽ tiếp tục áp dụng ở trong 26 cụm công nghiệp của năm 2023. Quan trọng nhất là chúng ta có đà, có quán tính cho cái khu công nghiệp. Bây giờ từ nay trở đi đối với khu công nghiệp tôi nghĩ là rất tốt. Thì chúng ta chuyển sang khó hơn, đấy là cụm công nghiệp. 26 cụm công nghiệp đã quyết định thành lập. Thì năm nay, năm 2023 sẽ trở thành những điểm nhấn lớn để cho dần dần những cái nút thắt này được tháo gỡ ở các cái lĩnh vực đi. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, bên cạnh sự vào cuộc của các cấp chính quyền, các sở ngành cũng cần có sự vào cuộc tích cực của chủ đầu tư. Đối với dự án khu công nghiệp sạch, còn một hộ dân và dự án khu công nghiệp số 3 chủ yếu là đất công ích, cần tập trung để cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng trong tháng 12. Dự án khu công nghiệp số 5 còn 3 hộ cần tập trung xong trong tháng 12. Đối với dự án khu công nghiệp Thăng Long 2 mở rộng giai đoạn 3, các sở ngành địa phương cần phối hợp chủ đầu tư tiến hành nhanh thủ tục giao đất và hoàn thành giải phóng mặt bằng trong tháng 12. Đối với khu công nghiệp Yên Mỹ có nhiều diện tích đất công ích, huyện Yên Mỹ cần hoàn thành giải phóng mặt bằng trước ngày 31 tháng 1 năm 2023. Về dự án này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết dứt điểm những vấn đề liên quan đến dự án nuôi trồng thủy sản.